500 à? Dạ 500. Không lương hết 500 á. Đây một số mẫu ơn nha bà con. Alo. Nghe anh ơi. Chín rưỡi vô Yokohama nó rẻ mà. Xe này trả luôn không? Ừ. Rồi đây coi 9 rưỡi vô Yokohama. Có thẳng đó anh. Dạ, mấy rưỡi? Chút xéo 9 rưỡi vô Yokohama. Xéo. Yokohama 9 rưỡi. 9 rưỡi này không có xéo đâu, xéo chỉ có đi phân à. À 9 rưỡi là không có Yokohama nên. Xéo là có ly phân thôi. Có ly băng xéo anh. Ngày có ngày thì chín ngựa có. Ly băng thì có anh ở đâu? Anh ở đâu? Cái đó đi đâu để biết ship hàng để công ty nó báo cho anh mới được, anh ở đâu á? Dạ. Dạ như vậy. Hai chỗ Sóc Trăng với Long An anh. Dạ. Dạ. Dạ cái gì em khoảng 200.000 phí thôi. Dạ. Dạ không thì mình ship đi Việt theo với cái kia thì nó anh thôi, ra lãnh tiền thôi. Chứ đâu có gì đâu. Dạ, quan trọng à. Dạ đúng rồi. Giá nào để em coi giá báo cho anh hỏi giá nào. Giá con nào? Ly băng cũng xéo hả? 13 ngựa. 13 ngựa phải không? 15 ngựa. 15 13 có đủ. 9 cũng xéo không ta? Không. Để em coi ha. 9 xéo này ra. Thôi 9 đó. Xéo. À có luôn anh. Ly băng. Để em coi sổ nó mới hàng mới về. 9 xéo ly băng. Đúng rồi, hàng mới của thùng luôn nè. 4 triệu hai. À. Có nhưng mà hậu không có cút the xéo anh. À, cút xéo 9 ngựa là cút thẳng 3 triệu 2. Cô vô cô nha. Còn đi băng cút xéo 9 ngựa nè. Ngay có luôn. Ngay có luôn. 15 ngựa luôn. Cút xéo đi băng 9 ngựa cút xéo nha, 4 triệu 2. Dạ. Đúng rồi, nó cao hơn Yoko nhiều à. Nó hãng Li Băng tập đoàn xe máy xưa nay giờ mà anh. Nó nổi tiếng từ xưa nay giờ mà. Đụng tới nó là nó chỉ thua. Rồi nó đi. À, là tiền ship 200 ngàn đó nghe em. Mua đây. Không giờ kiếm được cái to đâu nè. Được không? Cái con này chú trong kia gọi.